Đây là một chiếc lưỡi của một bệnh nhân trung tuổi đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Thế thì bệnh nhân này hiện tại thì đang bị những triệu chứng là tỳ thận dư hư này, sợ gió, sợ nước lạnh này. Ngoài ra bệnh nhân rất sợ ví dụ phải đi tắm này, tiểu đêm nhiều này, đau ngang thắt lưng, và có một triệu chứng bệnh nhân muốn giải quyết ngay, đó chính là đại tiện phân lỏng hay sủi bọt và đại tiện lúc tảng sáng. Thế thì với cái thuốc cho bệnh nhân ấy, đa phần em sẽ đi vào kinh thận là chủ yếu, và khi bệnh nhân sử dụng của em vừa đến ngày thứ 5 thôi đã được gọi điện rất là vui mừng thông báo là gần như khỏi hoàn toàn rồi. Thế nhưng mà thực ra thì bệnh nhân đang đáp ứng thuốc tốt thôi, thì em vẫn yêu cầu sử dụng, và với bệnh nhân này tiên lượng em cho sử dụng khoảng 2 đến 3 tháng là ổn. Và với những thang thuốc mọi người hoàn toàn yên tâm là khi sử dụng ấy, thì mình phải tìm được gốc bệnh thì mình điều trị rất là nhanh. Còn với bệnh nhân này thì em cũng đã hỏi bệnh nhân có tâm sự là đã sử dụng rất nhiều cái men tiêu hóa rồi, và sản phẩm về điều trị đại tràng Đông Tây Y có về bên Đài Loan rất là phát triển và không thuyên giảm chút nào, hoặc là chỉ đỡ một chút rồi lại quay lại. Thế thì mọi người lưu ý cho em là em tin chắc hẳn khi xem video này ấy, thì nhiều người sẽ có những triệu chứng biểu hiện như vậy, thì muốn lấy thuốc đông y hoặc là muốn tư vấn hoặc là muốn thiệt chẩn, tức là xem về cái lưỡi, thì có thể liên hệ hoặc là inbox trực tiếp cho em hoặc là comment bên dưới. Em là bác sĩ Phương, bác sĩ học cổ truyền, rất mong muốn được giao lưu và có thể được trò chuyện cùng mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.